Thưa quý vị và các bạn, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Đúng 12 giờ trưa 11 tháng 5, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, chính thức bắt đầu chuyến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước, được đông đảo dư luận Trung Quốc trông đợi và hoan nghênh. Bên cạnh đó, truyền thông và giới tri thức nhận định rằng quan hệ hai nước thực chất đã bước sang một giai đoạn mới với xu thế hợp tác bền vững, phát triển toàn diện, lành mạnh và ổn định. Lương Tuấn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Lạc Thụ Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, bà con người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Trung Quốc. Chiều 11 tháng 5, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo giới thiệu các quan chức hai bên tham dự lễ đón. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Trung Quốc. Trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác, chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội quân danh dự. Các cháu thiếu nhi Trung Quốc trong những bộ trang phục rực rỡ nồng nhiệt vẫy cờ hoa, chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm cấp cao tại phòng đông của Đại lễ đường Nhân dân. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian qua, đồng thời đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước nhằm định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt-Trung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Trung, tăng cường chỉ đạo các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước tập trung triển khai kịp thời, có chất lượng các kế hoạch, chương trình, dự án đã thỏa thuận, áp dụng các biện pháp hữu hiệu tăng cường thương mại song phương phát triển cân bằng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam, nhất là tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản liên quan tới lợi ích thiết thực của nông dân Việt Nam, đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam lai tạo các giống lúa thích hợp với hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Sớm trao đổi ký kết gia hạn thỏa thuận về đường dây nóng các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, tăng cường hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, Lan Thương, ứng phó với những thách thức về an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, an toàn hạt nhân. Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung các thỏa thuận cam kết đã ký kết, nhất là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân, thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất DOC trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2017.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chiều nay, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường. Tin do phóng viên HTV đi cùng đoàn gửi về từ Bắc Kinh, Trung Quốc. 17 giờ chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian qua. Nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước nhằm định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh, duy trì cục diện hữu nghị và đã phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt-Trung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam lai tạo các giống lúa thích hợp với hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với những thách thức về an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, an toàn hạt nhân. Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung các thỏa thuận cam kết đã ký kết, nhất là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân, thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất COC trong năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC. Từ ngày 11 đến ngày 12